Tập đoàn Công nghệ Sinh học và Dược phẩm Cuba cho biết các loại vaccine ngừa COVID-19 do nước này bào chế và sản xuất có khả năng chống lại biến thể Delta. Đây được xem là một dấu hiệu đáng khích lệ, thể hiện rằng các loại vaccine của Cuba đang phát huy tác dụng, đặc biệt là ngăn ngừa bệnh chuyển biến nặng. Hiện Tập đoàn Công nghệ Sinh học và Dược phẩm Cuba đang trong tiến trình sản xuất các liều lượng cần thiết để tới tháng 9 này sẽ tiêm chủng đầy đủ cho toàn bộ người dân Cuba với hai loại vaccine 3 liều là Abdala và Soberana 02. Cuba đã tiêm chủng hơn 11 triệu liều vaccine, trong đó gần 3 triệu người, tương đương là hơn 25% dân số, đã được tiêm đủ liều.